tất cả ứng dụng này nó sẽ tải lại như bình thường, không có vấn đề gì cả. Đấy, còn lại ảnh ở trong mình sẽ thử nhá, xem ảnh còn không nhá. Các bạn xem ảnh này. Ok nhá, ảnh sẽ giữ lại tất luôn này. Tất cả các cái mẫu ảnh rồi camera quay chẳng như thế chẳng hạn. Đây nó sẽ có camera nó quay, nó sẽ lưu lại hết toàn bộ luôn. Không thiếu cái gì. Thế thì toàn bộ nó quay lại như ban đầu. Đây, ok, rồi xin chào bạn. Đây. Chúng ta quay kênh sao giải com nhé. Thì hôm trước mình có chia sẻ với bạn một về cái bài chạy lại cốt cho chạy lại phần mềm cho cái máy chạy lại phần mềm thoát cái mật khẩu cho cái máy con 7 Plus này. Đấy, thì bây giờ chạy bình thường rồi. Mở máy bình thường nhá. Thì sau cái phần mềm ấy thì có một vấn đề tiếp theo là muốn bạn này bạn muốn chuyển cái dữ liệu từ cái máy 5 này. Máy 5 cũ này sang cái máy 7 Plus này thì hôm nay ta sẽ tiến hành xem cái cách làm nhau để chuyển được dữ liệu từ cái máy cũ sang máy mới. Đây nha. Ok, đây là cái máy 5 cũ. Còn đây là cái máy 7 Plus mới. Thì bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái dây cáp này. Dây cáp của iPhone này. Đấy, cáp của iPhone. Các bạn sẽ dùng một cái máy tính nhé. Cái máy này thì do các bạn tự chọn thôi. Bạn sẽ cắm cái hai cái cáp này vào trong máy tính của mình này. Rồi, hai cáp. Nó sẽ báo nó có tin cậy hay không này. Ok, bấm tin cậy cho mình nhé. Bây giờ nó rất là nhàng, nó còn đòi mật khẩu luôn này. Trước kia nó không đòi đâu, bây giờ bắt đầu máy nó sinh ra cái này. Rồi, bạn sẽ cắm cái cáp thứ hai thì vào cái máy này cho mình. Rồi, đã xong. Thì sau khi các bạn cắm vào máy xong nhé, đấy như này, hai cái máy đây. Đã cắm vào phần đây rồi, các bạn sẽ lên trên mạng tải phần mềm cho mình đây. Các bạn sẽ sử dụng một phần mềm mà các bạn hay dùng, các bạn có thể tự chọn. Đây mình hay dùng cái này. Các bạn sẽ tải cái phần mềm iTunes vào cho mình. Đây cái phần mềm đây chính là iTunes 4 này. Đây, phần mềm này. Các bạn bấm lên cho mình nhé. Phần mềm này các bạn tải đâu về đây, mình tải trang iTunes.cn này. Bây giờ nó lên đến bản 4 chấm rồi. Trước này là bản của nó bản 3 chấm về lên 4 chấm rồi. Bạn sẽ tải về, cài đặt cho mình. Đấy, sẽ lên như này. Sẽ lên đây nó sẽ báo là có các thiết bị đang kết nối với máy, nó sẽ nằm ở đây. Chờ một chút nha, cho nó bật lên này. Đây nó đang kết nối này. Khi về. Chờ chút này, nó có phần chữ cái phần phone transfer này. Và sẽ bấm vào đây. Active Putra Free Try. Cái này là bản chưa bẻ khóa thì nó sẽ chỉ cho chạy miễn phí thôi. Trước kia là sử dụng được miễn phí, nhưng bây giờ là nó yêu cầu phải mua bản quyền. Đây nó sẽ còn phone transfer này. Cái này sẽ giúp chuyển dữ liệu từ máy cũ sang máy mới. Đây. Sẽ làm ở đây. Và yêu cầu kết nối hai cái điện thoại vào với nhau, cái điện thoại cũ và điện thoại mới. Bây giờ ta sẽ ấn bắt đầu transfer xem nào. Đây nó báo là hai iPhone này. Méo, con này 10.3 thế thì sẽ là máy 5. Là 10.3 sang cái máy 7 là 11.1 4 ở đây. Chính là cái máy này, mình sẽ để vị trí này cho các bạn dễ nhìn này. Tắt như này. Đây sẽ như này. Từ cái máy 5 sẽ chuyển sang cái máy 7 này. Giờ bấm next nhá. Đây sẽ như này. Nó sẽ chuyển cái cài đặt này, ứng dụng nhắn tin này, file này, phần mềm này, nó sẽ chuyển hết sang luôn này. Ở đây nó chỉ báo có 117 MB rồi, rất là ít. Đấy, đã bắt đầu nó tính lên rồi. Ứng dụng nó lên khoảng 8,2 GB. Nó sẽ chuyển từ cái máy 5 sang cái máy 7 này. Đây, bắt đầu nó báo này. Bấm này, bắt đầu này. Bạn bấm vào đây nhá, Start Transfer này. Ai chủ chết cha cái gì đây. Mình sẽ cover next. Okay, rồi, ok, next. Rồi, chờ một chút. Bây giờ bắt đầu nó sẽ chuyển dữ liệu sang. Nó báo là 0,1% này. Các bạn chờ cho cái dòng này nó lên đến kịch như này là được. 100%. Trong quá trình cài thì nó yêu cầu nó không được tắt máy. Không. Đấy các bạn nhé, sau khi mà máy chạy xong thì nó sẽ báo là hoàn thiện, hoàn thành. Hoàn thành và sau đó cái transfer nó sẽ quay về ban đầu như này. Đây này. Perfect support iPhone X này, tức là hỗ trợ tối đa cho thằng iPhone X luôn này. Xong này. Rồi bây giờ ta sẽ thu nhỏ xuống nhá, xem thành quả đạt tới đâu rồi. Cài xong đây, ấn home để nâng cấp này.
Rồi, home này. Nhập mật mã này. Rồi, chờ chút. Bởi vì sau khi chuyển từ cái máy 5 sang máy 7 thì nó phải các cái dữ liệu nó sẽ phải chỉnh sửa lại. Một số cái phần mềm nó sẽ hỗ trợ độ phân giải thấp ấy, nó sang máy 7 nó sẽ không chạy được. Nó phải đồng bộ lại và bắt đầu tiến hành tinh chỉnh lại trong trong phần mềm. Bạn chờ một chút xíu. Đấy thì cái này tác dụng là như vậy. Đây nó có rất nhiều phần mềm đi kèm này. Đây có toolkit này, hỗ trợ tool này. Đây có cả tạo nhạc luôn, rồi tạo các cái kiểu linh tinh phèn trên này có hết luôn. Đây nó báo này, welcome to new your iPhone này. À quên, hai cái con đang cắm, nó nhận. Rồi. Continue thôi, cancel. Rồi, chờ chút. Sau khi cái máy cài xong thì nó sẽ lên nhà các bạn ạ. Nó sẽ lên cái home và bắt đầu yêu cầu các bạn cài lại gần như cái iPhone mới ấy. Đây mình sẽ cài lại từ đầu. Đấy, các ứng dụng sẽ bắt đầu cài lại. Cài lại nhưng mà nó chỉ có một cái phần quan trọng hơn, tức là nó giữ được cho các bạn cái phần mềm mới ở trong này. Cho tiêu chuẩn nhé, đồng ý. Rồi đây, phần mềm sẽ ra như đây. Nó sẽ ra ảnh và toàn bộ tất cả các cái iTunes hoặc Gmail, Gmap trò chơi nó sẽ tải lại từ đầu. Đây sẽ như thế này. Bây giờ vấn đề là các bạn cần có mạng để cho nó chạy. Đây như thế này chạy. Báo đang tải này, một loạt đang tải. Zalo cũng đang chờ tải này. Zalo tải xong thì nó sẽ ép cái ứng dụng lại. Nó bắt được cài rồi. Cài cái Gmail, cái iCloud, Apple ID để tải trò chơi. Cái này thì gần như là xong rồi đấy. Bây giờ chỉ cần đánh Apple ID vào là các bạn có thể sử dụng bình thường. Tất cả ứng dụng này nó sẽ tải lại như bình thường, không có vấn đề gì cả. Đây còn lại ảnh ở trong mình sẽ thử nhá, xem ảnh còn không nhá. Các bạn xem ảnh này. Ok nhá, ảnh sẽ giữ lại tất luôn này. Tất cả các cái mẫu ảnh rồi camera quay chẳng như thế chẳng hạn. Đây nó sẽ có camera nó quay, nó sẽ lưu lại hết toàn bộ luôn. Không thiếu cái gì. Đấy, tức là toàn bộ nó quay lại như ban đầu. Đấy, toàn bộ như máy sẽ thành một cái máy. Thì cái máy 5 các bạn sẽ bỏ rồi không cần nữa. Ok đấy, phần này quá trình mình giới thiệu các bạn chuyển từ cái con 5 sang con 7 sẽ như vậy. Máy 5 sang như vậy. Đấy, toàn bộ các bước cài rất là dễ, các bạn có thể tự làm tại nhà. Có đồ, có phần mềm có thể làm dùng máy tính để bạn được. Có thể dùng sách tay, nếu mà muốn ổn định thì nên dùng máy tính sách tay thì cài luôn. Đấy. Các bạn phải chú ý là khi tải xong này phải nhớ là cái Apple ID. Như cái máy này hiện tại mình đang dừng tất cả cái tải vì quên cái Apple ID này. Nó không cho tải tiếp nữa. Rồi, ok. Ok nhé, các bạn theo clip mình nhé. Chúc các bạn sao lưu chiếc điện thoại thành công và chuyển được dữ liệu từ cái máy cũ sang máy mới sử dụng này. Dùng nhà thì rất là yên tâm, thì coi như máy các bạn sẽ thành cái máy mới dùng và không phải lo nghĩ vấn đề là đang dùng tự nhiên lại bị hết, tức là đang chuyển sang máy khác thì sợ là mất dữ liệu thế này thế nọ thì rất là khó đấy. Ok, các bạn theo clip mình nhé, bye bye.